Chị em lại không nhà để xong mở cửa. Hóa ở đây. An ninh tốt. Đây chỉ có phòng nhỏ đây thôi. Phòng nhỏ. Đây các lửng. Ở trên này nó đua ra. Đấy là tầng lửng đó, tầng dưới tầng lửng. Đấy, tận đoạn hơn ngay, đua ra nó khác ngay. Cái đặt phải chắc này đặt riêng đấy. Vâng, đặt đấy, làm sao không nhìn được. Đúng không? Đến đây người ta bắt đầu làm. Đo này, ok. Khi kết quả tủ ra là họ tính cả rồi đúng không? Phải tính chứ, tủ ấy là phải tính. Còn trên phần nữa. Chưa cần sử dụng ở dưới đâu. Ồ, đẹp phết à. Đây, trên này cũng có cái tủ dưới như giống như thế luôn. Đây chắc đặt riêng đặc biệt đúng không? Đặc biệt luôn, để thiết kế theo mẫu nhà. Ờ. Đặt hay phết nói chung quá là thế. Luôn. Hợp lý đấy chứ. Thiết kế này trong này có thể thay đồ để đồ. Đúng rồi, rất hợp lý luôn. Nhà tắm vệ sinh đây quá hoành tráng luôn. Ngủ đây. Vâng. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Thế ngày xưa họ ai ở đây? Chủ nhà em ở đây. Anh em đây. Vâng. Quá chỉ là tiện.